Gòn, món chua thì bấm cho bánh tráng nướng Sài Gòn thơm ngon. 25g cả. 25 chưa? Bánh tráng nướng Sài Gòn thơm ngon. Bình thường đi hội khác bán 30 ấy. Bánh tráng nướng Sài Gòn thơm ngon. Bánh tráng nướng Sài Gòn thơm ngon. Bánh tráng nướng Sài Gòn thơm ngon. Em ấy làm việc nó đi mà có ở nhà đâu. Để thế. Bạn ơi. Trời. Trời ơi, tay cho cái tô. Chúng mày vẽ để anh Hiền đấy nhìn chụp. Xong rồi anh đưa đi. Đang câu đi. Bao tiền? Chụp được đâu? Chụp đi. Chụp được đi. 50 mày mua luôn này, phi được đấy. Mua. À mua thẳng rồi. Phi đi, chẳng phi. No. Phi được. Để mua con này mua. Bao nhiêu? Con này bao nhiêu? 95 rồi. Hai con này đi đâu mà? Không, con này. Tăng nhập tí.